Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bộ kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 226 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 226. Tộc trưởng các tộc Chu Sáng Thế đều tiến lên, gần như ghé vào trên Thái Đế Ấn kiểm tra. Tế đàn Thái Đế Ấn cũng được bọn họ kiểm tra cẩn thận vô cùng. Qua một lúc lâu, những tộc trưởng mới đứng thẳng, từng người liếc mắt nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Lẽ nào tiên đoán thứ ba của tiên đinh là thực sự ứng nghiệm? Nhưng quan sát tên tiểu tử này không giống Chu Sáng Thế lắm. Hắn ngay cả hầu kết cũng có, ngược lại giống như là người trưởng thành ở trong đám ác đồ vậy. Mặt mày cũng giống với gian tặc họ Tần. Người vừa nói như vậy, ta cũng thấy bộ dạng của Thánh Anh quả thực có giống với gian tặc họ Tần. Hơn nữa càng nhìn càng giống. Nhưng hắn lại có quyền ấn, lại có thế đàn, mi tâm lại có nguyên thạch. Gian tặc họ Tần chắc hẳn còn chưa dám đến mức độ này chứ. Cho dù hắn có gian xảo tới mức độ này, hắn cũng đâu có làm ra được quyền ấn và thế đàn. Về phần nhận được nguyên thạch, vậy lại càng không có khả năng. Gian tặc họ Tần giảo hoạt, không thể không đề phòng. Năm đó các người có ai có thể nghĩ tới địa phương một kiếm lại lớn như vậy không? Trong nguyên thạch, Thái Quân khẩn trương như vậy, không nhịn được nhắc nhở những tộc chúa Sáng Thế. Hắn không phải ra đời đã nắm quyền ấn, cũng không phải sinh ra ở trên tế đàn. Thái Đế Ấn và tế đàn đều là do người khác đưa cho hắn. Thái Sơ nguyên thạch cũng là cướp của ta. Này, các người thông minh một chút đi. Tộc trưởng các tộc bàn bạc một hồi, tộc trưởng tóc bạc của hạ đại tộc nói: Thánh Anh là chuyện quan trọng, cần phải kiểm tra rõ ràng trước, để tránh là gian tế gian tặc họ Tần phái tới. Nếu như chúng ta trong lúc bối rối lại là thừa nhận hắn là Thánh Anh, chẳng phải gian tặc họ Tần ở sau lưng chúng ta cười tới rụng răng sao? Tu Trọng gật đầu nói: Thánh Anh giáng xuống, quả thực phải cẩn thận. Ta cũng không dám xác định được hắn có phải là Thánh Anh hay không, cho nên mới mời các vị tới đây. Các vị có cách nào có thể xác định hắn có phải là Thánh Anh hay không? Những cái khác đều có thể làm giả, duy nhất chỉ có hồn phách là không cách nào có thể làm giả được. Tam nữ, nữ chúa Sáng Thế của Tử Lê tộc nói: Tử Lê tộc chúng ta có bảo vật là Thất Hồn Thảo, là thánh vật do tộc nhân ta sử dụng mấy trăm vạn năm tháng tưởng tượng ra. Ngoại trừ có thể nuốt hồn phách của người ra, còn có thể công nhận hồn phách. Lần trước ta cầm đi đối phó với hài nhi đầu to của Tần gia, bị hắn gặm hơn nửa Thất Hồn Thảo, cũng may còn lại chút rễ và cành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một gốc nhỏ. Cây tím thần tím, rễ cây còn lớn hơn rất nhiều, giống như ở trên cây mọc ra từng củ khoai tím. Tuy nhiên trên rễ cây có từng vết gặm, hơn nữa còn cắn rất thảm. Bụi cỏ này là thánh vật do chúa Sáng Thế Tử Lê tộc sử dụng vô số năm tháng tưởng tượng ra, sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại, giỏi với cắn nuốt linh hồn. Chẳng qua là khi đối mặt với Tần Phượng Thanh lại bị thua thiệt rất nhiều. Lúc đó Tần Phượng Thanh cản rỡ từ trong vô ưu hương sông ra, tàn sát chúa Sáng Thế. Tam nữ cùng với tộc nhân tế lên bảo vật này, định dùng Thất Hồn Thảo ám toán hắn, kết quả là bị hắn ôm lại gặp. Tam nữ cùng với tộc nhân cũng quyết thu hồi lại, nhưng đã bị Tần Phượng Thanh gặm hơn phần nửa. Nguyên nhân cũng là bởi vì Thất Hồn Thảo không có dễ ăn. Từ sau khi thu hồi Thất Hồn Thảo, bụi cỏ này lại có chút suy yếu. Cho dù tam nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tử, cũng không cách nào có thể khiến cho Thất Hồn Thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lần này chỉ dùng để xác nhận tuổi tác của hồn phách Tần Mục, đối với Thất Hồn Thảo hẳn không thành vấn đề. Tam nữ tế lên Thất Hồn Thảo, thánh vật buồn bã yêu siêu này lảo đảo bay lên trên tế đàn, đi tới trước mặt Tần Mục. Mây tía lưu chuyển bay vào trong cơ thể của Tần Mục vòng vo một hồi. Thất Hồn Thảo hĩ khí vô lực, giơ lên hai cái rễ cây lớn bằng ngón cái, trong đó một cái dựng thẳng, một cái khác cúi xuống. Thất Hồn Thảo nói hắn vẫn chưa tới 2 tuổi. Tam nữ thu hồi Thất Hồn Thảo nói: Như vậy xác thực được tộc chúa Sáng Thế chúng ta. Ta đã thấy tộc nhân mới sinh khi mới 2 tuổi lại rất nhỏ bé. Thúc Quân giận không kìm được, đầu lớn ở trên tế đàn nguyên thạch nhảy nhót qua lại kêu lên: Bụi cỏ ngốc kia, bụi cỏ ngốc kia, không nhận ra được thân thể của hắn. Thân thể của tên tiểu tử này là hơn 30 tuổi rồi. Tộc trưởng Châu Khâu tộc Động Minh nói: Nếu linh hồn là thực, như vậy chắc hẳn không thể giả được. Tuy nhiên trong tiên đoán của Thánh Anh
có thần thông quảng đại, trí tuệ rất lớn. Thánh Anh có thể cho phép chúng ta thử một lần không? Tần Mục bất đắc dĩ nói: xin chư vị cứ tự nhiên, cho dù hắn có dị nghị, những chúa sáng thế cũng không cho hắn phản bác, cho nên cũng không bằng thoải mái cho bọn họ kiểm tra. Dù sao Tu Trọng không chỉ một lần nói ra nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ. Tu Trọng cùng mấy vị tộc trưởng kia bàn bạc một hồi, xác định trình tự thử thách. Tu Trọng nói: thần vương còn chưa tới, theo lý lấy tốc độ của nàng rất nhanh sẽ đi tới nơi này, lẽ nào lại bị chuyện gì làm cho vướng chân sao? Không bằng cứ chờ một chút, đợi tới khi thần vương tới sẽ lại do nàng tới chủ trì. Đám người động minh tàn nữ gật đầu. Mà lúc này có tiếng vượn hót truyền tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy từ trên trời có đóa hoa rơi lả tả, cánh hoa giống như hình thành thác nước từ trên cao hạ xuống. Thải phượng vỗ cánh tung bay, kéo theo một chiếc bảo liễn vô cùng hoa lệ, từ trong thác hoa chậm rãi hạ xuống. Mà nơi chiếc bảo liễn này đi qua còn có một dòng sông hoa kéo dài trong không trung. Sông hoa tiêu tan, chiếc bảo liễn kia cũng hạ xuống đất. Thần vương tới! Tộc trưởng và trưởng lão các tộc đi tới Tu Sơn tộc đều cúi người thăm viếng, chăm miệng một lời nói: cung nghênh Lãng Uyển thần vương. Không cần đa lễ. Trong bảo liễn này truyền tới giọng nói của một nữ tử. Tần Mục nhìn về phía bảo liễn, lại không nhìn thấy được nữ tử trong bảo liễn. Tuy nhiên khác với tộc chúa sáng thế khác, sau khi những thải phượng hạ xuống chưa hóa thành thần thức tản đi, tọa giá các tộc trưởng chúa sáng thế đều do thần thức tưởng tượng thành, sau khi hạ xuống lại sẽ hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay. Mỗi người bọn họ thu hồi, tọa giá của vị Lãng Uyển thần vương này dường như thải phượng thực sự. Lẽ nào mấy con thải phượng này là thần chỉ do tưởng tượng tạo nên sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động. Từ tưởng tượng tới thật, chỉ sợ mấy con thải phượng này giống như cổ thần. Vị Lãng Uyển thần vương này có lai lịch gì vậy? Thúc Quân thần vương, người có nghe nói qua về nữ tử này chưa? Chưa từng nghe nói qua. Thúc Quân cũng có phần kinh ngạc nói: ở thời đại của ba vương chúng ta, ba vương đồ là tồn tại cổ xưa giống như ta vậy. Thúc Quân, Bá Dương, Cây Phụ cũng xưng thần vương, địa vị gần với thái đế. Bá Dương, Tân Vũ đều đã chết ở trong trận chiến cuối cùng, không còn sống sót. Ta lại chưa từng nghe nói về Lãng Uyển thần vương này. Chẳng lẽ nàng là chúa sáng thế hậu thế phong làm thần vương? Trong bảo liễn này truyền tới giọng nói của Lãng Uyển thần vương. Thánh Anh giáng xuống vẫn là báo hiệu tin vui. Tuy nhiên tiên đình tiền đoán Thái Anh sẽ dẫn đầu tộc nhân ta đi ra khỏi Thái Hư, lại xuất hiện vinh quang của tổ tiên. Nếu như vậy, bản lĩnh của Thánh Anh như thế nào cần phải có một chút tính toán. Tộc trưởng Hạ Đài nói: chúng ta muốn nhờ thần vương tới đây thử thách một hồi. Lãng Uyển thần vương cười nói: các người cũng điều tra thân phận Thánh Anh, xác nhận hắn là tộc chúa sáng thế chúng ta, như vậy có từng hỏi tới lai lịch sư thừa chưa? Tu Trọng liền vội vàng khom người nói: Thánh Anh nói lão sư của hắn là một chúa sáng thế gọi là Thúc Quân. Thần thức của Thánh Anh rất mạnh, không kém gì chúa sáng thế thành niên. Ta nghĩ Thúc Quân cũng là nhân vật lợi hại ở trong tộc nhân chúng ta. Thúc Quân? Trong bảo liễn này truyền tới giọng nói kinh ngạc. Lãng Uyển thần vương cười nói: hóa ra là Thúc Quân thần vương, một trong ba vương thái cổ. Hắn không phải đã sớm chết trăm nghìn vạn năm sao? Lại nói tiếp, hắn coi như là tiền bối của ta. Ta từng nghe nói tới đại danh của hắn. Năm đó tộc chúa sáng thế của ta bị đánh bại cũng có liên quan không nhỏ tới hắn. Một người chết làm sao có thể làm lão sư Thánh Anh được? Đúng rồi, ta biết rồi. Giọng nói của nàng dễ nghe êm tai, cười nói: Thúc Quân thần vương vẫn mong hiện thân một hồi. Trong Thái Sơ Nguyên Thạch có con mắt thứ ba của Tần Mục. Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: tiểu bối hậu thế dám cả gan khinh thường ta. Tần Mục hiếu kỳ nói: chẳng lẽ thần vương không đi gặp Lãng Uyển thần vương này một lần sao? Thúc Quân cười lạnh nói: gặp nàng ta làm cái gì? Lão tử là thái cổ thần vương, nàng chẳng qua là một thần vương do chúa sáng thế hậu thế phong ra. Nàng gọi một tiếng lão tử lại chạy đi gặp nàng, chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Hơn nữa lão tử hiện tại chỉ còn lại có cái đầu lớn, trong đầu ngay cả óc cũng không có. Ra ngoài bị người ta nhạo báng, ngay cả thể diện thần vương cũng mất hết. Ta không đi. Tần Mục cười nói: thần vương, ta cảm thấy một thần vương có thể tiến cử hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, cải cách đổi mới hệ thống tu luyện thần thức,
nhất định là có ý chí thiên hạ cực lớn, không tới mức lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Ta không nói ngươi, ta nói là nói Lạc Uyển Thần Vương cơ. Thúc Quân giận dữ, cái đầu lớn nhảy dựng lên cả giận nói: Cho dù ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Ngươi sẽ không sợ ta phơi bày sự thực ngươi là thánh anh giả sao? Tần Mục mỉm cười nói: Thúc Quân, ngươi còn chưa nhận thấy được sao? Thánh anh trong ba tiên đoán kia nói chính là ta đấy. Thúc Quân ngẩn người một lát, sắc mặt phức tạp. Hiện tại hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tiên đoán thứ ba trong chủng tộc chúa sáng thế nói về thánh ảnh thực sự là Tần Mục, ngoại trừ Tần Mục cũng lại không có người nào khác. Tần Mục nhận được Thái Sơ Nguyên Thạch, Vân Thiên Tôn đưa tới Thái Đế Ấn và Tế Đàn Thái Đế, tất cả những điều này giống như là nhận định trong U Minh. Nhất định hắn muốn tới thế giới chúa sáng thế bỉ ngạn này làm thánh anh này. Về phía Tần Mục, có phải là sáng thế hay không thực sự quan trọng như vậy sao? Bởi vì trong tiên đoán thứ ba cũng không hề nói thánh anh chính là chúa sáng thế. Thần thức của Lãng Uyển Thần Vương trải rộng không trung, thậm chí nổ vang ở trong đầu Tần Mục, cười nói: Thúc Quân Thần Vương, nếu đã tới tại sao không hiện thân? Ta ra ngoài. Thúc Quân thản nhiên nói: Giang sơn lớn có tài tử xuất hiện, trước đây bị hậu đại đập chết ở trên bờ cát, ta lại không tin Lãng Uyển Thần Vương này có tầm mắt kiến thức có thể thắng được ta. Người thu Đại La Vô Thượng thần thức đi. Tần Mục nghe vậy thu Đại La Vô Thượng thần thức. Lãng Uyển Thần Vương còn định nói thêm, đột nhiên trong mi tâm của Tần Mục bay ra một cái đầu cực lớn, bịch một tiếng rơi vào trên tế đàn. Thúc Quân lời biếng nói: Lãng Uyển Thần Vương, vì sao hô to gọi nhỏ như vậy? Bên cạnh bảo liên này có hai thải phượng thò đầu, sử dụng mỏ chim ôm lấy dây tách về hai bên. Trong xe có một nữ thần đứng dậy, từ trong xe đi ra, trên đầu đội mũ phượng và chuỗi ngọc rũ xuống hơi lắc lư. Xin ra mắt Thái Cổ Thúc Quân Thần Vương. Nữ thần này có dung mạo tuyệt đẹp, Tần Mục nhìn thấy chợt có ý nghĩ hoảng hốt, trong lòng kêu to cổ quái. Thế gian này không ngờ thực sự có tuyệt vô trần. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, vị Lãng Uyển Thần Vương kia tự nhiên có bộ dạng giống như tuyệt vô trần, vô cùng hoàn mỹ, phong thái động lòng người như vậy khiến cho người ta say mê. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt vô trần là do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, dùng để câu dẫn kẻ háo sắc như cổ thần thiên đế. Thế gian không có khả năng có tồn tại nữ tử xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trước ngực của vị nữ thần này càng thêm chắc chắn. Vị nữ thần vương này tuyệt đối là do tưởng tượng ra. Ngực này, ta nói nàng quá đẹp mà, thực sự là quá đẹp mà. Mắt của Lãng Uyển Thần Vương lưu truyền, cười nói: Thúc Quân Thần Vương ở thời đại cổ xưa chết trận ở giải đất huyết tố, mà lúc này chúng ta di chuyển tới Thái Hư, Thần Vương không có khả năng trốn vào Thái Hư, bởi vì năm đó căn bản không có người nào nói cho người biết Thái Hư là ở nơi nào. Trên tế đàn, Thúc Quân Thần Vương hừ một tiếng rất không vui. Tuy nhiên lời của Lãng Uyển Thần Vương nói cũng không có sai. Cho dù bọn họ đều là hậu nhân coi là chúa sáng thế, xem bọn họ là chủng tộc chúa sáng thế, nhưng giữa chúa sáng thế lại chia làm nhiều chủng tộc khác nhau, phân chia thế lực khác nhau, giữa bọn họ cũng có ân oán. Nơi nào có người, nơi đó lại có giang hồ, nơi có chúa sáng thế cũng là như vậy. Ba vương thái cổ xem là thế lực tương đối cường đại. Thế lực mạnh nhất là Thái Đế, ngoại trừ ba vương thái cổ ra còn có các loại thế lực khác tranh đoạt quyền lợi rất náo nhiệt. Giữa ba vương đều khó chịu với nhau, giữa ba vương cùng với Thái Đế cũng có khoảng cách rất lớn, lại thêm có người đầu phục cổ thần, bọn họ bị cổ thần đánh bại diệt tộc, bọn họ biến mất khỏi thế gian cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lúc đó danh tiếng của Thúc Quân ở trong ba vương có thể nói là một đống hỗn loạn, thực không thể nói với hắn là Thái Hư rốt cuộc ở nơi nào. Lãng Uyển Thần Vương suy nghĩ một lát, cười nói: Như vậy Thúc Quân Thần Vương nhất định là gặp phải thánh anh ở bên ngoài, trốn ở trong cơ thể thánh anh, mượn thần thức và khí huyết của hắn sống lại, chỉ là không có hoàn toàn sống lại, cho nên thực lực thấp. Thúc Quân Thần Vương hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, lại bị nữ tử này đoán đúng nữa rồi. Hắn vốn dự định lấy thân phận Thái Cổ Thần Vương của mình ép nữ tử này một đầu, không nghĩ tới bị nàng nói vài lời lại đoán được lai lịch của mình, ngược lại còn bị khí thế của nàng ép quả nữa.
Lãng Nguyên Thần Vương tiếp tục nói: Thúc Quân Thần Vương ở xa tới là khách, lại dẫn đến Thánh Anh Chúa Sáng Thế Bì Ngạn ta tất nhiên là phải lễ ngộ. Người đâu, mời Thúc Quân Thần Vương ngồi xuống, lại ngồi ở bên cạnh ta đi. Tu Trọng tiến lên, nâng đầu của Thúc Quân Thần Vương lên, rời khỏi tế đàn. Có người đưa đến bảo tọa đặt ở bên cạnh Lãng Uyển Thần Vương. Tu Trọng đặt đầu Thúc Quân Thần Vương ở trên chỗ ngồi. Hai tròng mắt trong hốc mắt của Thúc Quân Thần Vương trở nên sôi nổi, bắn tới bắn lui, muốn nói lại không biết nói cái gì mới có khả năng cứu vãn một chút mặt mũi. Tần Mục thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại, nói vài lời lại an bài về Thúc Quân Thần Vương, khiến cho hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì. Không hổ danh là thống lĩnh Chúa Sáng Thế còn sót lại, tồn tại cùng với Khai Hoàng rằng co tới này, có thể cùng với Khai Hoàng đấu tới không phân cao thấp. Hơn nữa còn tiếp thu hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung. Cùng lúc tiến bước, bất kể trong tầm mắt là lòng dạ hay tâm cơ, vị Lãng Nguyên Thần Vương này đều hết sức lợi hại. Thời đại ba vương, cho dù Chúa Sáng Thế thống lĩnh vũ trụ càn khôn, nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là một ít bộ lạc nguyên thủy. Tới trong tay của vị Lãng Nguyên Thần Vương này, cho dù địa vị của Chúa Sáng Thế không bằng lúc trước, nhưng phải tiến bộ hơn rất nhiều. Lãng Nguyên Thần Vương liếc mắt nhìn Tần Mục, giọng nói của nàng vang lên ở trong đầu của Tần Mục, nói: Ngươi là nhân tộc, cũng không phải là Chúa Sáng Thế. Tần Mục thấy sờn tóc gáy, lặng lẽ gật đầu. Lãng Nguyên Thần Vương có thể đoán ra hắn không phải là Chúa Sáng Thế là chuyện đương nhiên, phủ nhận cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì Thúc Quân đã thừa nhận bọn họ là từ bên ngoài đi tới thế giới Bỉ Ngạn, Chúa Sáng Thế bên ngoài đã diệt sạch, Tần Mục tất nhiên là không thể nào là Chúa Sáng Thế được. Lấy trí tuệ của Lãng Nguyên Thần Vương, rất dễ dàng có thể đoán được điểm này. Không cần phải lo lắng, tiên đoán thứ ba sẽ nói Thánh Anh đến từ trái đất, nhưng chưa nói nhất định chính là Chúa Sáng Thế. Có lẽ người thực sự có thể là Thánh Anh. Chuỗi ngọc ở trước trán của Lãng Nguyên Thần Vương tản ra ánh châu ôn hòa, âm thanh tiếp tục vang lên ở trong đầu Tần Mục, nói: Nhưng nhân tộc trở thành Thánh Anh, đi tiên linh giới gặp các triều đại tiên linh, hơn phân nửa sẽ bị các tiên linh phẫn nộ ôn tiêu diệt. Cho dù các tiên linh không giết ngươi, nếu như tộc nhân của ta biết thân phận thực sự của ngươi, cũng sẽ hạ sát thủ đối với ngươi. Tần Mục chớp chớp mắt. Lãng Nguyên Thần Vương tiếp tục nói: Tuy nhiên ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi. Cho dù thân phận của ngươi bị vạch trần, lấy địa vị của ta cũng đủ để bảo vệ ngươi. Ta cũng có thể trước mặt các tiên linh tiên giới bảo vệ ngươi. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải thông qua thử thách của ta với các tộc nhân khác. Tần Mục rên lên một tiếng, hắn cũng bị nữ tử này an bài rõ ràng. Lãng Nguyên Thần Vương cùng hắn giao lưu xong, cười tủm tỉm nói: Các vị, nếu là Thánh Anh tới trái đất, như vậy Thánh Anh nhất định sẽ nắm giữ thần thức hơn người, thân thể hơn người, thủ đoạn chiến đấu cũng hơn người, trí tuệ hơn người, mới có thể dẫn dắt người của chủng tộc ta đi ra khỏi Bỉ Ngạn, trở về tới Tổ Đình. Bởi vậy ta cho rằng sát thạch cũng cần chia làm 4 bước. Nể tình Thánh Anh còn chưa tới 2 tuổi, như vậy cứ thử thách thần thức thứ nhất lại tương đương cùng Chúa Sáng Thế thành niên. Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục nói: Ta nói không nguy hiểm. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn cảm ơn. Lãng Nguyên Thần Vương nói: Cửa thứ hai là thử thách thân thể, cũng là tương đương với Chúa Sáng Thế thành niên. Cửa thử thách thứ ba là thủ đoạn chiến đấu, cũng là như vậy. Cửa thử thách thứ tư là trí tuệ, như vậy sẽ là do ta tự mình sát hạch. Các vị có dị nghị gì không? Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục cười nói: Ngươi xem, 4 cửa ải rất đơn giản, lấy bản lĩnh của Thánh Anh khẳng định sẽ dễ dàng vượt qua. Trong lòng Tần Mục có chút lo sợ, thử thách bản thân, thủ đoạn chiến đấu thoạt nhìn là bình thường, nhưng hắn đối với thân thể, kỹ năng chiến đấu của Chúa Sáng Thế cùng với thủ đoạn chiến đấu thần thức tưởng tượng thực là không nhiều. Các vị tộc trưởng châu đầu ghé tai bàn bạc một hồi, tất cả đều không có dị nghị. Ta có dị nghị. Trên ghế, đầu lớn của Thúc Quân nhảy nhót, cười ha ha nói: 4 cửa ải sát hạch này khó tránh khỏi quá đơn giản đi. Nói thế nào Thánh Anh cũng là đệ tử của ta, thử thách nhỏ nhỏ như vậy đối với Thánh Anh tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tần Mục giận tím mắt, người này lại muốn cho ta đi giày nhỏ rồi. Lãng Nguyên Thần Vương cười nói: Thúc Quân Thần Vương có chỗ không biết, 4 cửa ải này nhìn như rất đơn giản, nhưng thực ra lại khó khăn. Cửa thứ nhất là thử thách thần thức, chính là tưởng tượng ra tạo vật. Hơn nữa không phải đối đầu cùng với một vị Chúa Sáng Thế thành niên,
mà đối đầu cùng 9 vị chúa sáng thế thành niên. 9 vị chúa sáng thế đồng thời phát động thần thức quấy nhiễu tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn có thể áp chế 9 vị chúa sáng thế, tưởng tượng tạo vật thành công, vậy lại xem như là qua ải đi. Sắc mặt của Tu Trọng thoáng biến đổi, sắc mặt của tộc trưởng các tộc khác cũng không khỏi biến đổi. Thúc Quân cười hà hà nói: 9 vị chúa sáng thế quấy nhiễu tưởng tượng của hắn ư? Đó chính là đối đầu với thần thức là có chút lơ là. Thánh Anh sẽ bị thần thức của bọn họ đánh cho đần độn. Thử thách này còn tạm được gọi là có chút thú vị. Đồ Nhi, ngươi sợ không? Đại tử không sợ. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười chất phát, ánh mắt nhìn về phía đầu lớn của Thúc Quân. Thúc Quân bị hắn nhìn sợ tới mức nổi da gà, thầm nghĩ: nếu như lão tử trở lại trong nguyên thành, tiểu tử này chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Vậy ai sẽ cho ta mượn khí huyết thần thức khôi phục lại thân thể? Ta còn phải trở về. Lãng Nguyên Thần Vương phân phó vài câu. Không lâu sau, các tộc lại chọn ra 9 vị chúa sáng thế thành niên có thân thể hùng tráng. Thánh Anh phải tưởng tượng ra thánh vật của tu dân tộc. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn phía Tu Trọng. Tu Trọng do dự một chút, nhẹ nhàng nâng tay lên. Một món bảo vật chậm rãi bay lên, lại là một viên hạt châu lơ lửng ở trước mặt Tần Mục. Tu Trọng nói: Thánh Anh nhìn cho kỹ đi. Thần thức quán bạo phát, phát động hạt châu này. Chỉ thấy hạt châu này lập tức căng phồng lên, trong giây lát hóa thành một thế giới chư thiên lơ lửng ở trên không trung của thế đàn. Lục địa trong chư thiên hình tròn kia bị vây quanh trên vách bên trong của hạt châu. Thiên sơn vạn thủy đều giống như được tạo ra bằng ngọc. Thân núi cùng sông hình thành mỗi một loại phù văn tuyệt đẹp. Vô số dãy núi cao thấp lên xuống, chi tiết cấu tạo vô cùng phức tạp. Hướng sông, núi, suối, thác nước cũng đều có cấu tạo từ những phù văn khác nhau. Các loại phù văn liên hệ giữa chúng cực kỳ phiền phức. Mấu chốt nhất chính là trung tâm của hạt châu có một tòa thần thành cùng với một loại cấu tạo của thiên cung ngọc kinh thành, bên trong còn có hình thái của cổ thần thần ma. Nếu như nhìn kỹ sẽ lại thấy trong cơ thể của những cổ thần hình thái thần ma này cất giấu vô số chi tiết. Trên trán của Thúc Quân xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng lẩm bẩm: Lãng Nguyên Thần Vương, tiểu nương tử này dự định giết chết Thánh Anh. Giết chết tiểu tử Tần Mục này, tưởng tượng phức tạp như vậy, đừng nói hắn tưởng tượng không ra, ngay cả ta cũng có chút miễn cưỡng. Điều khiển thần thức quá tinh tế, những chúa sáng thế hoàn toàn vứt bỏ truyền thống, một viên hạt châu cũng làm cho phức tạp như vậy ư? Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Tần Mục mở ra, một màn sáng từ trong mắt thần bắn ra, giống như quét qua vô cùng tỉ mỉ tất cả ngõ ngách của thánh vật tu dân tộc, bất kể dãy núi hay là tòa ngọc kinh thành đều quét qua một lần. Tần Mục nhắm mắt lại, ngồi trên tế đàn không nhúc nhích. Phía dưới có hơn 10 vạn chúa sáng thế im lặng khẩn trương nhìn hắn. Đột nhiên Tần Mục mở mắt nói: có thể. Lãng Nguyên Thần Vương nói: 9 vị thần thức của chúa sáng thế công kích phá hủy tưởng tượng của ngươi, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác. Tần Mục khẽ gật đầu. Lãng Nguyên Thần Vương ra hiệu về phía 9 vị chúa sáng thế này. Thần thức của 9 vị chúa sáng thế này lập tức bạo phát. Trong con mắt thứ ba ở mi tâm có thần thức tuôn ra, trùng trùng điệp điệp. Cho dù thần thức vô hình lại dâng lên từng trận gió bão, sấm sét phóng về phía Tần Mục trên thế đàn. Thần thức của 9 vị chúa sáng thế này bạo phát trước tiên. Thần thức của Tần Mục cũng đã gào thét tuôn ra, nhưng hắn vẫn chưa tưởng tượng ra hạt châu này mà phát ra tất cả thần thức phóng về phía 9 vị chúa sáng thế này. Ầm một tiếng, xung quanh thế đàn chấn động kịch liệt, 10 luồng thần thức cường đại va chạm. Thần thức của Tần Mục bỗng nhiên hóa thành đại la thiên, nghiền ép thần thức của 9 vị chúa sáng thế thành niên. Trong nháy mắt lại đánh cho thần thức của 9 vị chúa sáng thế này quay về mi tâm của bọn họ. Phong, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể của 9 vị chúa sáng thế đều chấn động mạnh. Con mắt dựng thẳng hình thoi trên mi tâm lập tức bị lắc lư, bị hắn lấy thần thức phong ấn từng tầng, khiến cho bọn họ không cách nào có thể điều động được thần thức ra khỏi mi tâm. Tần Mục liên tục phong ấn 9 người này xong mới thu hồi thần thức tưởng tượng tạo vật. Đây mới là Thánh Anh chứ. Tộc trưởng Động Minh không nhịn được tán thưởng cười nói: nếu như hắn một lòng mải tưởng tượng ngọc kinh châu của tu dân tộc, nhất định sẽ bị 9 người kia nhân cơ hội đánh ép, nói không chừng còn có thể bị 9 người kia đánh cho thành đần độn. Nhưng phong ấn thần thức của bọn họ lại có thể ung dung tưởng tượng mà không bị quấy rầy. Các tổng trưởng khác cũng đều gật đầu. Tam nữ nói: hiện tại ta lại muốn xem hắn có thể tưởng tượng ra ngọc kinh châu hay không. Bọn họ còn chưa nói dứt lời, lại thấy xung quanh Tần Mục có thiên sơn vạn thủy
giống như từ trong không trung phun mạnh ra ngoài. Các loại thế núi, thế nước, thiên văn địa lý gần như giống hệt với động thiên cung trong Ngọc Kinh Châu, tất cả đều hiện lên. Không chỉ có như vậy, ảo ảnh Ngọc Kinh Thành cũng tự nổi lên. Cửa thành, tường thành, các loại căn phòng cung điện bảo điện cũng hoàn toàn tương tự với Ngọc Kinh Châu. Mà những cổ thần hình thái thần ma kia cũng bị Tần Mục lần lượt tưởng tượng ra được, cấu tạo phức tạp phiền phức, thậm chí so với Ngọc Kinh Châu còn có hơn chứ không kém. Giống như trời giúp, giống như trời giúp. Rất nhiều chúa sáng thế đều thán phục, khen. So với Ngọc Kinh Châu còn muốn phức tạp hơn, càng chi tiết hơn. Thật sự không hổ danh là thánh ảnh do Nguyên Thạch sinh ra chỉ điểm cho chúng ta. Thúc Quân trợn trừng mắt thầm nghĩ. Đổi lại là ta, chắc hẳn sẽ bị đánh thành ngu dại. Không, ta sẽ không bị đánh thành đần độn, ta lại không có đầu óc. Chỉ tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu cũng không thể hoàn thành thử thách của Lãng Nguyên Thần Vương. Còn cần chuyển Ngọc Kinh Châu từ hư thành thực, từ ảo hóa thành hiện thực. Trong đó, nước từ trên núi chảy xuống, cây cối, phù văn, kiến trúc cùng với cổ thần đều phải cẩn thận nhập vi tưởng tượng ra được, đồng thời biến thành thực thể. Đây mới là chỗ thử thách nhất đối với thần thức của chúa sáng thế. Nếu như Tần Mục không có phong ấn chín vị chúa sáng thế này, chín vị chúa sáng thế này làm loạn, hắn căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được Ngọc Kinh Châu, càng không thể nào biến ảo thành thật. Mà bây giờ hắn lại có đầy đủ thời gian. Tần Mục ngồi ở trung tâm của Ngọc Kinh Châu, thần thức không ngừng tuôn ra, giống như có hàng vạn hàng nghìn bàn tay của họa sĩ vô hình cầm bút vẽ ở trong hạt châu vẽ ra bề ngoài, sáng tạo ra một thế giới, khiến cho thế giới này càng lúc càng thật. Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng thu hồi thần trí của mình, không lại tưởng tượng nữa. Hắn sải bước từ trong Ngọc Kinh Châu trở lại trên tế đàn. Rất nhiều chỗ sáng thế đều tiến lên cẩn thận quan sát, Tu Trọng kiểm tra cẩn thận hơn. Chỉ thấy Tần Mục tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu nhỏ hơn so với thánh vật của tu dân tộc rất nhiều. Các phương diện đều tìm không được nửa khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Chẳng qua là cổ thần Ngọc Kinh Thành trong tưởng tượng của Tần Mục có phần không giống với cổ thần trong thánh vật của tu dân tộc. Tu Trọng cười nói, thánh ảnh không hổ danh là thánh ảnh, mức độ tạo vật này đã là nhân vật đứng đầu trong các chúa sáng thế. Cho dù tu vi thần thức có hơi kém một chút, còn nữa, chính là hình thái của thần ma này có chút có vấn đề. Tuy nhiên đây cũng là do kiến thức chưa đủ, không trách được thánh ảnh. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên chỉ thấy những cổ thần trong Ngọc Kinh Châu hoạt động. Mỗi một vị cổ thần trong Ngọc Kinh Thành có tác động và thần thái không giống nhau, đại đạo phù văn trên người của bọn họ cũng không giống nhau. Không chỉ có như vậy, trong miệng 16 vị cổ thần đều đọc thầm, không ngờ là 16 loại ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ khác nhau hợp lại cùng một chỗ, hình thành đạo âm cực lớn, từ trong hạt châu truyền đến có phần thần thánh nghiêm túc khác thường. Theo đạo âm chất động, tất cả phù văn hoa văn trong Ngọc Kinh Châu, mặt trời, mặt trăng, sông núi, sông hồ, nước biển đều phóng ra ánh sáng. Toàn bộ Ngọc Kinh Châu dường như ngưng tụ một lực lượng chu thiên, tản ra chấn động kinh người. Các vị tộc trưởng bị dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau. Tần Mục tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu này chiếu ra ánh sáng ở trong không gian phạm vi nghìn trượng. Trong Ngọc Kinh Châu có hoa văn phù văn bắn ra, ở bên ngoài Ngọc Kinh Châu này phóng ra một Ngọc Kinh Châu khác với phạm vi nghìn trượng. Chẳng qua bên trong chính là thực thể, bên ngoài chính là ảo ảnh. Nhưng trong ảo ảnh, cấu tạo trận pháp cũng có đầy đủ uy lực. Mặt trời, mặt trăng, sông núi, sông hồ, nước biển đang không ngừng ngưng tụ lại, trở nên càng thêm thật. Ngọc Kinh Thành cũng nổi lên, các thần ma sừng sững, trong miệng vang đến những ngôn ngữ khác nhau. Ảo ảnh Ngọc Kinh Châu chấn động, ánh sáng bắn ra, phóng đại lên gấp đôi. Ở bên ngoài, hai Ngọc Kinh Châu hình thành Ngọc Kinh Châu thứ ba, to lớn hơn. Mọi người xung quanh thế đàn bị bao trùm ở trong đó, si mê nhìn chư thiên thứ ba được phóng đại gấp hai lần. Oang một tiếng, chư thiên thứ ba lại một lần nữa phóng, hình thành chư thiên thứ tư, tiếp theo là chư thiên thứ năm, chư thiên thứ sáu. Sau khi Ngọc Kinh Châu hình thành chư thiên thứ sáu, phóng ra ảo ảnh càng thêm ảm đạm, không cách nào có thể tiến hành phóng ra lần thứ sáu. Tần Mục đứng ở trên thế đàn, thần nhãn thứ ba ở mi tâm chậm rãi khép kín, từng tầng chư thiên dần dần tiêu tan. Cuối cùng Ngọc Kinh Châu hóa thành một viên linh châu với kích thước chừng đầu ngón tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tu Trọng, thánh vật của tu di tộc các người có thể làm như vậy sao? Tam nữ tộc trưởng Tử Lê hỏi. Tu Trọng mờ mịt lắc đầu nói, không thể. Tần Mục giao Ngọc Kinh Châu của mình tưởng tượng ra choán nói, các người tưởng tượng cổ thần
thiếu đi một chút phù văn, cho nên không cách nào có thể tạo ra hình chiếu chư thiên thứ hai. Ta bổ sung thêm, chỉ cần thần thức đủ cường đại, chư thiên thứ hai từ hình chiếu trong Ngọc Kinh Châu đi ra cũng có thể biến thành thực sự. Thần thức của ta không mạnh, chỉ có thể tạo thành hình chiếu tới chư thiên thứ sáu. Tu dân tộc rất lợi hại, Ngọc Kinh Châu này ẩn chứa uy lực vô cùng kinh người. Hắn không nhịn được tán thưởng một hồi, nói: nếu không phải ta ở trên hỏa đạo, rèn, nghệ thuật, thuật số có thành tựu không nhỏ, thực sự không có khả năng quan sát tưởng tượng ra được. Tu dân tộc quả thực là nổi bật. Tu Trọng cẩn thận nâng Ngọc Kinh Châu do hắn tưởng tượng ra, trong lòng mờ mịt vạn phần. Tu dân tộc chúng ta tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu không có chức năng này. Hắn vội vàng nói: bổ sung phù văn cổ thần có thể là hình chiếu vô hạn sao? Tần Mục lắc đầu nói: khi ta vừa mới tưởng tượng, bởi vì thời gian cấp bách, chỉ thôi diễn đến con số thứ 18. Cũng chính là nói, Ngọc Kinh Châu có thể phóng ra 18 chư thiên. Sau 18 chư thiên sẽ bởi vì trên phương diện thuật số không đủ, dẫn đến hình chiếu xảy ra khác biệt càng lúc càng lớn. Bởi vì khác biệt quá lớn, chư thiên được chiếu ra sau đó cũng sẽ không có đủ uy lực. Tu Trọng ngần ngừ một lát, nói: thuật số. Tần Mục khẽ gật đầu: thuật số. Chúa Sáng Thế tưởng tượng ra một vài thứ đơn giản, ví dụ như là gương mặt, cũng không cần thuật số. Nhưng thứ phức tạp giống như cấu tạo trận pháp lại cần tới thuật số. Nếu như sử dụng thuật số đơn thuần, ta chế tạo không ra một hình cầu tinh khiết. Nhưng tưởng tượng phối hợp cùng với thuật số lại có thể rèn luyện ra vật thể với độ chặt chẽ nâng cao gấp mấy lần. Nếu như độ chặt chẽ đủ cao, thần thức cũng đủ mạnh mẽ, lại có thể có hình chiếu vô hạn. Tu Trọng vẫn có một chút không hiểu. Tần Mục bất đắc dĩ, cô đơn lắc đầu: những chúa sáng thế không hiểu thuật số. Chúa sáng thế gần như không có yêu cầu về thuật số, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng ra gương mặt vô cùng hoàn mỹ, tưởng tượng ra các loại hoa văn, cho nên không có phát triển thuật số. Nhưng tưởng tượng cũng không phải là vạn năng, ở trên phương diện chi tiết cấu tạo, tưởng tượng lại cần phải thuật số tới bổ sung. Lãng Uyển Thần Vương cười nói: nếu cửa thứ nhất thông qua, như vậy lại bắt đầu cửa thứ hai, thử thách thân thể. Cửa ải này rất đơn giản, chẳng qua là thân thể chiến đấu mà thôi, không dùng tới bất kỳ thần thức nào, chỉ dựa vào thân thể. Lại có 9 vị chúa sáng thế đi ra, thân thể to lớn giống như là núi. Trong lòng Tần Mục bỡ ngỡ, nhìn Tu Trọng khẽ nói: không có nguy hiểm sao? Tu Trọng có lòng tin tràn đầy, nói: đối với thánh anh sẽ không có nguy hiểm. Tần Mục liếc nhìn về phía Thúc Quân, Thúc Quân dương dương đắc ý kêu lên: sử dụng ra phương pháp rèn luyện thần thức ta dạy cho ngươi, bảo đảm sẽ đánh bọn họ tè ra quần. Tần Mục giận dữ: người này truyền thụ cho mình là tam viên thưởng thức, căn bản không có từng truyền thụ phương pháp rèn thể. Mỗi lần từ chỗ của Thúc Quân lấy ra được một ít thần thức pháp môn đều cần phải trao đổi với người này, bởi vậy pháp môn tu luyện thần thức của hắn đều không có trọn vẹn, không được đầy đủ. Tần Mục lĩnh ngộ ra phương pháp rèn thể là từ Đại La Vô Thượng thần thức, nhận được từ trong thần thức của Thái Đế, trong đó có lấy bản thân làm thế giới, thân thể chứa 2000 cổ thần. Đại La Vô Thượng thần thức quả thực lợi hại, nhưng loại thuật rèn thể này hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi, không biết có thể chống lại cùng với chúa sáng thế thành niên hay không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, khí tức ổn định, điều động thần thức. Thần thức của hắn lập tức từ trong đầu tuôn chảy vào trong nhãn thần thứ ba, trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch hóa thành Đại La Thiên. Thần thức của hắn ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch bạo phát, ý nghĩ là thiên đình, đan điền là nguyên đô, khí hải là quy khư, dũng tuyền là u đô. Hai tay hai chân là bốn tướng bốn cực, lưng là 33 tầng trời. Thần thức thiên đình sinh ra cổ thần thiên đế, nguyên đô sinh ra địa mẫu, khí hải sinh ra đế hậu tỷ muội, dũng tuyền sinh ra thổ bá. Hai tay hai chân sinh ra thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ. 33 tầng trời ở lưng diễn biến thành gần 2000 vị cổ thần. Bá thể tam đan công quán phát động, lưới lớn thống nhất, chặt chẽ vô cùng, hình thành càn khôn ở bên trong. Ầm một tiếng, một vị chúa sáng thế đánh tới một quyền, đánh cho không gian vỡ nát. Tộc của chúa sáng thế mạnh nhất chính là thân thể cường đại. Bọn họ lấy thần thức tưởng tượng thân thể của mình, nâng cao cơ năng thân thể, là chủng tộc thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Một quyền này đơn giản, không có thành tựu võ đạo, nhưng lại có thể hiện ra trên phương diện lực lượng mạnh mẽ. Hai chân của Tần Mục đứng ở trên tế đàn, vung quyền nghênh đón nắm đấm giống như là dãy núi của vị chúa sáng thế này. Nắm đấm của hắn quá nhỏ, nhưng mà vào lúc này 8 vị chúa sáng thế khác cùng nhau vung quyền,
từ các phương hướng khác nhau của thế đàn đồng thời đánh về phía Tần Mục. Sắc mặt của Tần Mục thoáng biến đổi, thân thể lay động hóa thành ba đầu sáu tay, nhưng sáu tay khó địch nổi chín quyền. Hắn đỡ sáu quyền, hai quyền khác lại không đỡ được, bị hai nắm đấm thực lớn này một trái một phải kẹp ở giữa. Còn có một vị chúa sáng thế từ trong không trung công kích tới, một quyền đánh xuống còn chưa đi tới bên trên thế đàn. Tiếng chấn động kịch liệt truyền tới, các chúa sáng thế xung quanh không đành lòng nhìn. Loại cục diện này tất nhiên là máu me đầm đìa. Tần Mục bị nắm đấm của hai đại chúa sáng thế kẹp chặt ở giữa, khẳng định là giống như quả dưa hấu bị nghiền ép tới mức bắn ra bốn phía. Nhưng hai vị chúa sáng thế này lại thấy rõ ràng nắm đấm của bọn họ căn bản không có va chạm với nhau, bị hai nắm đấm giống như đỉnh núi kẹp ở giữa. Tần Mục căn bản không có bị bọn họ đánh làm banh thịt, mà lấy thân thể cứng rắn chống đỡ nắm đấm của bọn họ, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng biến hình. Tần Mục cũng ngẩn người. Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế quả nhiên là mạnh mẽ, thân thể quán so sánh với cổ thần Thiên Đế chỉ sợ cũng hoàn toàn không kém hơn. Tần Mục gào to một tiếng, lập tức phản kích. Hai quyền đánh ra, hai vị chúa sáng thế này bay về phía sau, từ phía xa ngã xuống. Một quyền của vị chúa sáng thế ở trong không trung đánh tới, Tần Mục giống như cây đinh, trực tiếp đứng ở trên thế đàn. Thế đàn bị đập lún về trong lòng đất trăm trượng, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Tần Mục vung quyền đánh về phía trước, vị chúa sáng thế ở trong không trung phun ra máu tươi. Một quyền của hắn bị đánh cho bay vào tầng mây, phun ra máu nhuộm đỏ cả mây trắng. Sáu vị chúa sáng thế khác lắc mình một cái, tưởng tượng ra tám cánh tay, nắm đấm giống như cuồng phong mưa rào đánh xuống. Những tiếng bịch bịch không ngừng vang lên bên tai, lại có âm thanh xương cốt vỡ nát truyền tới. Mỗi một thân thể to lớn bay lên ngã về phía sau. Những chúa sáng thế thành niên ở giữa không trung, từng cánh tay nổ sát, xương máu tràn ngập. Ở trên thế đàn, Tần Mục bỏ đi ba đầu sáu tay, khôi phục lại chân thần. Hắn vẫn khoác áo choàng màu đỏ lớn ngồi xuống. Lãng Nguyên Thần Vương vỗ tay một cái, sai người nâng chín vị chúa sáng thế này xuống nghỉ tạm. Những chúa sáng thế này mặc dù bị thương, nhưng có thể lợi dụng thần trí của mình tưởng tượng chữa trị thân thể, bởi vậy chút vết thương đó cũng không tính là nặng. Đây cũng là nguyên nhân Vô Ưu Hương vẫn cùng với chúa sáng thế khai chiến lại có thể chiếm được thượng phong, bởi vì những chúa sáng thế đánh thế nào cũng không đánh chết, chỉ cần thần thức còn lại có thể khôi phục như cũ tiếp tục chiến đấu. Mãi tới khi thần tử U Đô Tần Phượng Thanh tới, trực tiếp nuốt trọn linh hồn của chúa sáng thế, lúc này mới khiến cho chúa sáng thế bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy các chúa sáng thế của thế giới bị ngạn xem hài nhi đầu to này là kẻ địch lớn. Thần vương, cửa thứ ba là gì? Tinh thần Tần Mục chấn hưng cười hỏi. Lãng Nguyên Thần Vương cười nói, cửa thứ ba là thử thách thần thông thần thức. Lại có chín vị chúa sáng thế tiến lên, ngồi xuống xung quanh tế đàn, hai mắt nhắm chặt, chỉ còn lại con mắt hình thoi dựng thẳng ở mi tâm. Tần Mục nhíu mày nhìn về phía Thúc Quân. Liên quan tới thần thông thần thức, hắn biết được quả thực không nhiều. Thúc Quân không có dạy qua hắn được bao nhiêu, trong thần thức của Thái Đế cũng không có thần thông thần thức hoàn chỉnh. Tần Mục cắn răng, nhắm chặt hai mắt lại, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, thầm nghĩ. Thần thông đều do con người tạo ra, người khác có thể sáng tạo ra, ta cũng có thể sáng tạo ra. Nếu như vậy, lại tạm thời sáng tạo cùng những chúa sáng thế phần cao thấp một lần. Hắn âm thầm khích lệ mình. Ta là bá thể, ta có thể làm được. Trong đó, mi tâm của một vị chúa sáng thế có ánh sáng chớp động. Một con rồng vàng từ trong mi tâm của hắn bơi ra, nhẹ nhàng múa vuốt, nuốt mây nhà khói. Trong lòng Tần Mục thoáng động. Vị chúa sáng thế này tưởng tượng ra chân long, cũng lấy nguyên khí xây dựng thành phù văn, hình thành thần thông hình rồng, lại không có gì khác biệt. Nếu như ta lấy thần thức tới thay thế nguyên khí, có phải cũng có thể làm được hay không? Tâm niệm của hắn thoáng động, thần thức từ mi tâm tuôn ra, hóa thành một con rồng màu vàng, lắc đầu bơi ra khỏi mi tâm, lập tức bịch một tiếng ngã xuống đất. Ta tưởng tượng chính là rồng béo sao? Trên trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh. Một lần mình tưởng tượng ra rồng, thứ quan sát được đều có mấy phần tương tự với Long Kỳ Lân. Hắn lấy lại bình tĩnh, thay đổi tưởng tượng. Tưởng tượng cổ thần chư thiên, từng vị cổ thần từ trong mi tâm của hắn đi ra, rất nhanh đứng đầy tế đàn. Thúc Quân khẽ nói, tiểu tử thôi, thần thông thần thức không phải như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 226 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.